Mời các bạn qua đi. Mời cho bạn con. Ấy giời ơi, nói to thế. Sao mà nói to thế? Mời tôi ăn cơm. Này chị Lệ like mà lôi giờ gặp mà chị Lệ không cho gặp. Buồn. Đang còn một thùng kem này, ai ăn kem? Còn một thùng luôn. Ghê gì, ăn nhiều vậy răng ấy. Rồi còn khóc rồi à, khóc đi. Rồi khóc đi thôi. Rồi khóc đi. Rồi khóc đi. Khóc tắt. Rồi. Bắt đi bắt đầu. Khóc đi. Khóc. Sao ra? Khóc. Sao ra? Lêu 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 rồi chứ. Mày lại lừa các cô các chú. Chết nữa. Chị Lệ ra lại mình vô mà chị Lệ không thấy. Ơ à, đi à. Ăn được không? Comment được không? Ừ. Comment kem. Comment. Thôi không mua nữa à? Để cho cô ấy đi nữa quay lại đi mua nhỉ. Ăn nhiều quá. Ăn vừa thôi. Cái này. Cái gì? Chúng em cho thôi á. Nghỉ sao rồi ấy? Ăn hết phần thì còn xin ấy. Cúi à. Cái tội ăn nhanh. Lệ ăn rồi. Cho lôi cái nữa. Buổi sáng sớm ăn nhiều kem quá lạnh bụng. Cô kia đi mất rồi. Rồi, pa la mama với chị yêu con ram. Cái này là gì? Chai mắt. Chai mắt. Đi mất rồi. Thôi, khỏi đi. Để cho cô đi bán. Tí nữa nếu mà cô quay lại đây thì mua. Hello mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhé. Cô già. Lôi à? Lôi. Lôi. Sao buồn đấy? Giờ buồn rồi này. Mặt buồn rồi này. Đây. Nè, có mấy? Đấy, bọn này. Ai dành ăn của ai? Nó ăn hết cả của mình rồi lên này. Nè, nó vội. Đây, nó ăn hết luôn cả cái bánh của mình à. Chán thật. Vô xe con mê mùi tủ. Ê, hôm nào con mê. Nó tâm bò. Nè, mút mút rồi đưa cho ai ăn đi. Mút rồi, chán lắm. Đây, nó ăn hết luôn rồi đấy. Chán thật. Diễn đâu, diễn đấy là thật đấy. Anh lôi. Năm. Cái gì? Đây. Đây. Đây này. Ơi anh này còn này. Cho các bạn nha. Cho các bạn đi. Chưa em ơi, chưa ăn. Cái gì? Hết kem rồi. Hết kem. Ăn vừa thôi. Ăn cho lắm vào. Nhưng mà em chưa về. Ok, chào các bạn. Chọc luôn khóc đi. Hello, Jacob. Palermo, tôi bụng. Bắt tay. Em vừa là amigo. Cái gì? Hả? Dinero. Vâng, 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 dinero. Vâng, vâng. Mấy thằng này dám xin tiền. Mấy thằng này dám xin tiền tay rồi. Dinero, dinero. Dinero không? Dinero không? Sáng sớm lại đây đi xin tiền đấy. Mấy nhỏ này láo thật đấy. Mấy vâng thì đây dinero. Nào tên. Nào tên dinero. Nào tên. Mấy nhỏ này đi xin tiền này.
mình nhỏ cái này, mấy nhỏ này lì lắm, suốt ngày lại chọc mình này. Đây 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 đây, mấy anh này hơi lì luôn. Đây, đấy, đứa chọc là chính, có xin tiền nhá. Bên này là 10:33. Tuti ở nhà, Tuti về đấy chứ đâu ở dưới đây đâu. Tuti về nhà rồi. Ừ, rồi, xem ta, qua đây nói chuyện này, qua đây chúng mình tâm sự nhá. Ok. Ok. Chú cháu mình tâm sự nhá. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Chào các cô các chú. Chào các cô các chú. Các em. Các anh. Các chị. Các ông. Các bà. Các bà. Anh gọi sao lôi đen. Lôi sao đen rồi? Sao lôi đen thế? Sao lôi đen thế? Đen thế. Sao lại đen? Đen. Nè, chú Nam trắng vậy mà sao lại lôi đen thế? Ngập ra màu sơ. Hôm nay có vlog nha mọi người. Hôm nay có vlog. Chiều ít nữa lại đi quay. Bữa nay có xe rồi. Mình đã được cái nhà lôi bán thang. Lôi gọi chú Nam ở cả Việt Nam nghe thấy. Anh Nam đau hả? Đau anh đâu có đau đâu. Chú Nam cái anh Linh mình không biết, mình có lên ông chạy đâu. Bữa nay mình không có lên ông chạy. Này lôi không ăn kẹo à? Mới vừa ăn xong một cây luôn. Ăn của mình nửa cây nữa. Lông mày lôi. Sáng nay ấy, mình có quay video ấy, mình lừa luôn. Mình đi qua chỗ khác mình ngồi. Xong bắt đầu là ông lôi ông vô. Ông lôi ông gọi điện mình. À ông gọi mình dậy. Đây lôi cầm ghế vào nhà ngồi đi. Không ngồi ngoài đây. Nắng vô tới nơi rồi.